Ngày 23 tháng 9 năm 2024, Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra và Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An, thành phố Thủ Dầu Một tổ chức tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho học sinh của trường. Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức cho các em học sinh về cách phòng tránh và bảo vệ bản thân trước nguy cơ xâm hại tình dục. Các em đã được nghe cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh chia sẻ về các tình huống thực tế, cách nhận biết và phản ứng khi gặp nguy hiểm. Ngoài ra, buổi tuyên truyền còn có các hoạt động tương tác và phần hỏi đáp để các em học sinh có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này. Qua đó, các em được khuyến khích mạnh dạn chia sẻ và báo cáo khi gặp phải hoặc chứng kiến các hành vi xâm hại. Đây là một hoạt động ý nghĩa, góp phần bảo vệ trẻ em khỏi những nguy cơ xâm hại tình dục, đồng thời xây dựng môi trường học đường an toàn và lành mạnh.